xin chào tất cả các bạn đã ghé qua kênh channel của tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Đình Thắng, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội. Đấy, công việc của tôi đấy chính là 2 giờ đấy là dậy đấy và chuẩn bị là lên đường là đi lấy rau củ quả các loại và chuyển đi Hà Nội. Đấy, vất vả lắm các bạn ạ, không bằng cấp không học hành nên là vất vả lắm. Đấy, còn tôi thì là tôi sinh ra trong một gia đình là hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ tôi thì bị bệnh tâm thần từ lúc tôi còn chưa sinh ra. Đấy, từ lúc tôi còn chưa sinh ra cơ. Thế cho nên là tôi được lớn lên trong sự đùm bọc của các bác, các cậu, các mợ và người thân trong gia đình. Đấy, đến bây giờ thì tôi đang làm công việc đó là đi chợ rau, chuyển rau về Hà Nội. Đấy, sáng đi từ 2 giờ, 12 giờ trưa thì về đến nhà. Đấy, và buổi chiều thì là tôi đi làm video cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn đấy, bây giờ mới đang là 2-3 giờ, tầm đây là khoảng 4 rưỡi sáng rồi. Đấy, các bạn thấy vất vả lắm. Không đi làm thì không có tiền. Đấy, thế nên các cụ nói rồi, kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra. Mệt mỏi lắm. Tôi đang dự tính tôi sẽ làm rất nhiều video đấy để cho các bạn cùng xem, bởi vì là công việc chính của tôi vẫn có công việc chính, vẫn có thu nhập, nói chung mỗi ngày vẫn được đôi 300. Đấy, còn buổi chiều thì tôi đi làm video cho các bạn xem. Đấy, bạn nào ấy mà đã ghé qua cái kênh của tôi rồi ấy và đã xem những video của tôi làm ấy, tôi thì mới làm nên nó cũng chưa được hay lắm. Và bạn nào mà ghé qua kênh video của tôi rồi ấy thì xin hãy ghi vào đăng ký để ủng hộ tôi, để cho tôi có nghị lực tôi làm nhiều video hay hơn. Đấy, tôi thì cái khoa ăn nói nó kém, chả biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn những bạn nào đã đăng ký kênh của tôi và ủng hộ tôi. Đấy, bây giờ là tôi mới đang xuống đến chỗ này là địa phận của Nhổn. Nhổn đấy là gần bạn đến Hà Nội đấy. Mệt lắm. Đấy, quán xá mọc lên rất sớm. Giờ này là người ta bắt đầu chuẩn bị đóng cửa rồi đấy. Họ toàn bán hàng ăn đêm thôi. Đấy, người đi chợ cứ lườm lượp ở đằng sau. Ok, đấy, như thế là các bạn đã hiểu rõ về tôi chưa? Tôi quê quán ở huyện Phúc Thọ. Đấy. Đấy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Bạn nào mà đã xem clip của tôi xin hãy ấn đăng ký ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn, xin chào các bạn nhá.